là cái tuần này là bắt đầu mình sẽ vô, tức là mình sẽ tất cả các bài vừa qua là ôn lại hết, rồi là làm bài mẫu đấy. Nhưng một cái bài là chữa bệnh là chính, còn những cái bài phụ là mình làm, mình chỉ sơ qua cái bài chính, như bài tẩy tủy kinh phải làm cho rõ ràng ra nè. Thứ hai là cái bài mình làm cho cái ngón tay nó khỏe ra nè. Đó, cái bài bài ngón tay khỏe là bài nội chính nhất trong cái tập cái ấy này. À, đó. Cũng tốt lắm, cái khớp vai này bây giờ là tốt. À, đó. Tốt tốt hẳn lên đó. Rồi cái bài chín khớp để cho nó mở khớp. Chín khớp và à. Chín khớp em tập cái này và cái út nữa. Phải úp xuống. Ờ, cái đầu, cái này tức là cánh gà. Cái này âm, cái này dương. Ờ, anh phải làm sao cho nó mềm, cho nó lại để máu huyết nó lưu thông cái khớp. Tại vì bây giờ muốn cái hệ thần kinh chạy lại thì máu huyết phải đem máu tới. Em vẫn tập cái này. Ừ. Tập cái này ra ừ. Đây. Đó. Vẩy một cái ra. À. Thế nhưng mà không tập cái dưới. Ờ, phải tập cái dưới là, cái âm phải, cái ngón tay anh bắt buộc phải dày nha. Này, ngón tay ờ, anh phải co lại vậy này. Co lại. Cái ngón dương này vậy rồi, nhưng mà ngón âm là phải đè cái ngón út này, hai ngón là vậy đó, đè để nó mặt bàn đó cho nó vuông vậy nè, đó để vậy đó nè, nó vậy đó, anh nhúng nhúng vào cho nó mềm nè, để vậy luôn hai ngón này đó, nó còn cứng thấy không, là nó là nó để vậy, cái anh cứ nhúng vậy thôi, cứ ngồi ngồi chơi uống cà phê đó, cứ ngồi đè vậy hoài đó. Đè khi nào ông dở lên mà nó không vung ra là đó đó, mà cái ngón này phải thẳng cứ vậy thôi, dở lên nó đừng có co lại vậy, nó phải co vô mà đi thư giãn hết, đừng có gồng nhá, cứ để thư giãn kéo lên cho nó mềm rồi thả xuống. Đó là cái này gọi là chữa cho khí huyết nó lưu thông các cái khớp này. Cái ngón này yếu thì máu nó không có ra được. Vâng. Nó co không được. Cái ngón này ba ngón này. Đó, ba ngón này lát hồi nó có cái bài nó về anh để ngồi trên trên bàn tập này, anh để bằng tay vậy nè. Đem hai cái ngón này xuống. Đó. Đè vô cái này, tức là về nhà có cái gì nó chịu đây đó, anh chỉ đè hai ngón này thẳng ép vô đó, ép thì nó thẳng xuống giữ vậy được. Anh lúc là anh thở đều một hơi, tức là đăng đè vô là căng á, là anh hít thở một thở đều, ngón bên này đăng chữa cái tay trái hai và hai bên tập cũng được, bên này ép vô bên này duỗi đó, người thẳng, tức là ngón này là đặt đè, anh đè hai ngón dưới tay rồi đó, đó là căng đó. Cái này cũng vô đó, anh đem mạnh vô là hít thở. Về nhà lấy sợi thun anh cột cái hai ngón nó kéo. Căng, cứ để căng vậy, hít thở đều. Căng không cần tăng lực, giữ đều vậy. Hít một, à, và rồi giờ anh không kéo nữa, để yên. Đó. Thở, rồi lại căng. Đó là loại cái đó là làm úp xuống. Đó, cho máu nó xuống. Căng một hơi, hai hơi. Cái này gọi nội chính nhất chi thiền á, luyện vậy đó. Sao? Cái này loại chĩa xuống dưới. Đó. Rồi kéo, kéo lại cái hơi đó, hít thở đều. Cứ vẫn giữ cứng vậy mà hít thở đều mà không có nới lỏng ra. Hít thở đều hai hơi, ba hơi rồi thả lỏng. Yên. Đó, thả lỏng cho nó thở. Rồi loại thứ hai là vậy. Anh ngước lên trên, đẩy hai ngón lên trên, đó, cái hên nó chẻ ra theo, kỳ không? Nó không cho, đó, giờ, đó, nó kỳ vậy, nó được kéo lên. Đó, nó chẻ, không cho nó chẻ ra, đó, giờ để hai thằng cho nó ép dính vậy. Đó, nó yếu thế, nó bắt thằng này, thằng ra, mình cứ từ từ, tức là ngước lên trên. Từ từ, anh cứ chuyển lực, nó đẩy hai ngón lên, đó. Đó, giờ. Hai ngón là phải sát vào nhau. Ờ, bắt buộc hai ngón, sao nó kềm nhau, tự nó vươn lên. Thì nó phụ nhau với đầu, nó lát hồi tách từng thằng, nó giờ từng thằng lên nè, giờ thằng út này, đó thằng út lên trước đây, kéo út giờ nó cho anh kia kéo theo đó, kéo cũng hít thở đều, đó, phải có người dịnh, cùng mình lấy cái ngón tay mình chống như này, đó chống xuống bàn đi chịu, đó là anh nhất nó lại đây, nó yếu xìu này thấy không, nó này yếu này, yếu, đó, ba ngón này đẩy lên, đẩy hai ngón lên, đáng đẩy lên đó. À, ngón này cũng đó, ngón yếu này đẩy nó lên, giữ luôn, đó, đáng giữ vậy, hít thở đều, đó, nó chiều xuống rồi thấy không? Vâng. Nó co lên nó nổi, ngón này nó mất hệ thần kinh, nó yếu rồi nè, ngón này vâng. Đó,
không có món đó nước là vậy đó. Tập bài này còn là nội kính, với cái nội kính tức là nội kình, tức là nội khí của ngón, nhất chỉ là một ngón liền từng ngón, và có lực, nó có ba cái vị trí, thứ nhất là cúi xuống, thứ hai là ngước lên, thứ ba là nằm giữa. Bây giờ cái nằm giữa, nằm giữa là dài để dài đè này, đè tiếp đó. Nằm ngang với bốn ngón kia, tức là bốn ngón mà đó, để đè hai ngón đó, đó lựa sức bên này đè hai thằng kia đó, đè hai này đó, đè này thấp xuống đó, để hít thở đều, mới là hai thằng nó phối hợp dần dần, nó tách từng thằng ra đó, là hít một thở đều thả, cứ căng gương thả rồi hít rồi đó, cái đều luyện khí bằng ngón tay đó, đó là nằm ngang vị trí thứ hai, rồi vị trí thứ ba là ngước lên, đó, ngước lên đó, nó lại kéo thằng này theo, kéo thằng này theo đó, thì mình phải nới lỏng thằng nhẹ nhẹ, thằng này nhích vừa vừa thôi, không cần phải gồng lắm, chỉ nó nhích lên được là mừng rồi, đó nó vậy đó, đó nó lùi, liên tiếp, đó giờ tôi anh cứ để tôi nhúng này, hai một hai, đó tập vậy là một hai, một cho nó có khí là một hai một hai một hai một hai một hai một hai, bắt đầu nó thành phản xạ là bắt đầu nó đưa lên đó, lúc có lúc không, cái là một hai một hai một hai một hai vậy đó. Thành ra ở nhà lấy sự thùng cột ở đây, nếu được cái cần thì cái anh kéo xuống một hai, giống như đờn một hai, đó một hai một hai một hai một hai một hai một hai, cái này bài này gọi là nội kính nhất chi thiền, một hai một hai một hai, thằng kia cũng vậy, một hai một hai một hai một hai đó. Chuyên ba cái ngón này. Mấy cái ngón yếu á, ngón này cũng yếu được không? Ngón này cũng yếu rồi. Ngước lên, mà anh đang kéo lên, ngước lên là sao đó, giữ rồi, hít thở đều. Nó vậy thôi. Lúc mà có tay tôi về sao không cần ngón tay đâu, mới đầu phải có lực. Tôi rồi ngước lên, đó. Cái này chống xuống ngước thằng này lên thôi. Nó lại cái thằng này nó đòi theo, theo. Nó lại chạy theo. Đó. Đó vậy cho nó ngước lên nhẹ, giữ tay là yếu là luyện nhẹ, nó là ngước lên ngước lên thì anh giữ luôn, đừng cho nó buông, cái giữ nó ngước lên, nó giữ luôn, giữ nhẹ cũng được, miễn nó giữ đứng cái này, đừng cho nó thụng đó, giữ vậy đây rồi giữ thở đều đó, thở đều nó yếu dần theo, mới đầu nó làm cú đầu rất mạnh, sau đó nó xìu dần đó, giữ đó. Lúc đó thường thường nếu anh mình có đăng điện, anh cứng đăng điện đẩy ra là nó cứng lên, giống như cái này anh truyền vô, hất cái này nó truyền qua cái cổ tay đó, truyền qua tay, truyền dở cái chỏ lên nó, rồi lấy cái nó lực nó đè xuống này đó, rồi truyền qua cái vai đè xuống đó, rồi truyền cái thân xoáy qua vậy nó đè mạnh hơn, xoáy cái vai đó, cứ anh lấy cái tay giống xoay đè xuống vậy đó, bây giờ anh để ngang đó, xoay đè xuống đó, nó mạnh hơn rồi đó, thấy không? Xoay chuyển khí, nó lấy khí từ đây, đó là đưa đường máu xuống đây, nó mạnh hơn là một mình nó, rồi lấy cái đó. Rồi dần dần anh đứng lên luôn, bỏ cái rồi anh giống như anh đè ngón tay, anh leo lên 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 lên, rồi anh chuyển cả cái thân người qua, anh đứng như, rồi xuống, ấn xuống, giống như ấn như cái, đây là cái.